Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải 36 đề ôn luyện thánh thai. Đề hôm nay chúng ta sẽ làm là đề số 10A, bài số 1. Đúng đi đề, sai ghế vào trống. Câu A, 41 ta trừ cho 7. 41 ta trừ cho 7 là bằng là 11 ta trừ cho 7 bằng 4, 401, 401 còn 3. 34. Cái này 44 là sai, này 34 đúng này. Câu B, 51 mà ta trừ cho 13, 10, 11 mà ta trừ cho 3 bằng 8, 8 trả 1, 5, 1, 1 còn 2, 5 ta trừ 2 bằng 3, 38 đúng này, cái này là đúng, còn cái này là sai. Câu C, 12 mà ta trừ cho 7 là 6 là sai, bằng 5 mới là đúng. Câu D, 92 mà ta trừ cho 8, 12 trừ 8 cùng 4, 4 tận cùng chứ còn 5 là sai rồi. Đây này là sai. Cái này đúng. Bài số 2. Đúng thì ghi D mà sai thì ghép vô trống. Tìm x, biết x cộng 25 bằng 41. Vậy x là bằng bao nhiêu đây? X cộng 25 bằng 41. Như vậy chỗ này là muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng, ta trừ đi số hạng đã biết, trừ mà đây cộng là sai. Rồi 41 ta trừ cho 25, 11 trừ 5 còn 6, 6 trả 1, 11, 2, 1, 3, 4 trừ 3 còn 1, này đúng. Bài số 3, khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Lớp 2A có 41 học sinh, trong đó có 18 em là nam. Ở lớp 2A có bao nhiêu học sinh nữ? Như vậy là 41 nè, trong đó là tổng cộng nam và nữ, mà có 18 em thì chúng ta sẽ trừ cho 18 ra, bằng 3, 3 trả 1, vậy là 23, 23 bạn nữ. Đây, câu A. Bài số 4, đúng thì ghi D, sai ghi vô trống. 11 ta trừ cho 7, 11 ta trừ cho 7 bằng 4, 11 ta trừ cho 4 là bằng 7, 7 ta trừ cho 3 bằng 4, bên này cũng 4, được không? Bên này cũng 4, mà bên này 4, 4 mà bên này lớn hơn là sai. Cái này cũng giống y chang, cái đề cũng giống y chang ở trên, nhưng mà cái này là sai. Cái này bằng nhau mới đúng nè. Bên này 4, bên kia 4 bằng nhau. Bài số 5, tính 21 mà ta trừ cho 3 là bằng 11 mà trừ 3, 3 là còn là 8, 18. 41 mà ta trừ cho 5, 11 ta trừ 5 còn 6, 36. 11 mà ta trừ cho 6 là bằng 5, 5 trả 1 còn 1. 18, 11 mà ta trừ cho 8 là bằng 3, 3 trả 1 là còn là 6. 21 ta trừ 1 là bằng là 20. 20 mà ta trừ cho 2 là 18. 41 ta trừ 1 là 40. 40 ta trừ cho 4 là còn là 36. 51 mà ta trừ cho 30 vậy là còn là 21. 21 mà ta trừ cho 15, ta trừ cho 6 là bằng là 15. 81 ta trừ 10 vậy là còn là 71. 71 ta trừ cho 8, 11 ta trừ 8 là còn 3, 3 trả 1 vậy là 63. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 6, đặc tính đầu tính. 21 ta trừ cho 6.
1 cái trừ 6 được, có lấy 11 cái trừ 6 bằng 5. 5 trả 1. 2 trừ 1 còn 1. 71 ta trừ cho 13. 1 ta trừ 3 được, ta lấy 11 ta trừ 3 bằng 8. 8 trả 1. 1 1 2, 7 trừ 2 bằng 5. 61 37. 1 ta trừ cho 7 được, ta lấy 11 ta trừ cho 7 bằng 4. 4 trả 1, 3 1 bằng 4, 6 trừ 4 là còn lại 2. 91 trừ 42. 11 mà ta trừ 2 là còn lại là 9, 9 trả 1, 4 1 5, 9 trừ 5 4. Bài số 7, tìm x, biết đây là dấu cộng. Dấu cộng là một cái tổng nè. Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng ta trừ đi số hạng đã biết. 61 ta trừ cho 16. X bằng 11 ta trừ 6 bằng 5, 5 trả 1. 45. Cái này cũng tương tự vậy, muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng ta trừ đi số hạng đã biết. 11 ta trừ cho 6 còn 5, 5 trả 1. 35. Bài số 8. Bố 41 tuổi, bố hơn con 24 tuổi, hỏi con bao nhiêu tuổi? Ta lấy 41 ta trừ cho 24. Số tuổi của con là 41 ta trừ cho 20, 14. 11 ta trừ cho 4 bằng 7. 7 trả 1. 17 tuổi. Đáp số 17 tuổi. Bài số 9. 91 ta trừ cho 45. 11 ta trừ cho 56. 6 trả 1. 415, 9 trừ 5 4. 6 4 10 0 với 1. 5 4 9, 9 1 10. 100. 27 ta cộng cho 54, 7 ta cộng cho 4 11 viết 1 ta nhớ 1. 7 8 11. 81 ta trừ cho 4 15. 6 6 trả 1 5 36. Bài số 10, hình vẽ bên có bao nhiêu hình tam giác? Rồi, là những hình nào? 1 hình, 2 hình, 3 hình, 4 hình. Rồi chúng ta ghép chung cái này lại. Rồi, ghép chung hai này lại, chúng ta sẽ được một hình nữa là hình thứ 5. Ghép chung hai này lại, chúng ta sẽ được hình thứ 6. Rồi, có 6 hình tam giác. Chấm hai chấm. Đó là tam giác thứ nhất là ADN. Tam giác thứ hai là ANC. Tam giác thứ ba là ACM. Giác thứ tư là MCB. Tam giác thứ năm là DAC. Và tam giác thứ sáu là ACB. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.